Chủ nghĩa khắc kỷ là một trường phái triết học giúp cho người thực hành làm chủ được ham muốn. Nhưng trái với hiểu nhầm của nhiều người, việc làm chủ ham muốn ấy không phải là sống một cuộc đời sống khổ hạnh cực đoan, mà giúp người thực hành duy trì được trạng thái bình thản thông qua những kỹ thuật tâm lý khắc kỷ. Trạng thái tâm lý bình thản này cũng khá giống với trạng thái an lạc bằng con đường trung đạo của Đức Phật đề ra. Chủ nghĩa khắc kỷ được khai sinh bởi một đệ tử của Cynicism hay chủ nghĩa khuyển nho. Người đó không ai khác ngoài Zeno xứ Citium. Có vẻ như ông không cảm thấy phù hợp với cuộc sống chán đời cực đoan của chủ nghĩa khuyển nho, cho nên Zeno mới quyết định khai sinh ra trường phái triết học mới. Nói chung, chủ nghĩa khắc kỷ có thể tạm gọi là một học phái giúp người thực hành sống một cuộc đời giản dị trung tính. Họ vừa có thể tận hưởng khoái lạc như triết gia khoái lạc, vừa có thể dễ dàng buông bỏ khoái lạc như một triết gia khuyển nho. Chủ trương ban đầu của trường phái này ở Hy Lạp là không những tập trung vào triết lý sống đức hạnh bình thản, mà họ còn học vật lý và logic. Thông qua vật lý, triết gia khắc kỷ hy vọng tìm hiểu được mục đích đã được định sẵn trong con người chúng ta. Còn đối với logic, họ mong cầu điều này sẽ giúp họ thực hiện tốt mục đích đã được định sẵn trong chúng ta. Chủ nghĩa khắc kỷ cho rằng, người sống theo lý tính là sống thuận theo tự nhiên, nhờ đó thoát tục để trở thành một bậc hiền triết giống như Theseus, Thích Ca, Khổng Tử và Socrates. Nhưng cũng phải nói thêm, điều họ quan tâm nhất vẫn là duy trì đức hạnh. Việc trở thành thánh nhân cũng chẳng phải là mục đích cuối cùng. Xét trên phương diện này, khi triết học khắc kỷ du nhập vào La Mã, nó không còn là một trường phái bao quát hoàn chỉnh như trước. Nền triết học này ở La Mã chỉ tập trung vào thực hành và được giới thượng lưu ở đây xem như một tôn giáo thịnh hành. Tóm lại, khắc kỷ La Mã có thể nói là những người quan tâm tới việc thực hành đức hạnh hơn các nhà khắc kỷ Hy Lạp. Và chính nền triết học khắc kỷ La Mã này lại ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với những người đi theo khắc kỷ ở thời hiện đại. Ngày hôm nay, hãy cùng Spiram Books tìm hiểu những lời dạy chính của chủ nghĩa khắc kỷ thông qua bài viết của tác giả Công Quách. 5 kỹ thuật tâm lý của học phái khắc kỷ. Theo những nghiên cứu triết học lâu năm của giáo sư William B. Irvine về chủ nghĩa khắc kỷ La Mã, ông đã đúc kết được 5 kỹ thuật tâm lý quan trọng của chủ nghĩa khắc kỷ để giúp chúng ta có thể dễ dàng thiết kế lại cuộc sống của chính mình. Ngoài ra, từ bộ khung lý thuyết này, chúng ta có thể dễ dàng tham vấn tư tưởng của Seneca trong tác phẩm Seneca, Những bức thư đạo đức và tư tưởng của Hoàng đế Marcus Aurelius trong tác phẩm Suy tưởng. 1. Thực hành tưởng tượng tiêu cực. Đầu tiên là thực hành tưởng tượng tiêu cực. Các nhà khắc kỷ tin rằng cuộc đời con người luôn phải vật lộn trong cõi trầm luân khổ ải của sự không thỏa mãn. Dù bạn đạt được bất cứ điều gì trong cuộc sống thì bạn vẫn đứng núi này trong núi nọ. Dù bạn có sống khỏe hôm nay, ngày mai có thể bạn mang trong mình cơn bạo bệnh hoặc là chết do tai nạn gây ra. Bản chất về sự tồn tại của chúng ta trong thế giới này là vô thường, không có gì cố định, không có gì đáng tin tưởng. Như vậy, bạn phải thực hành tưởng tượng tiêu cực. Để trở thành một người đi theo chủ nghĩa bi quan, mang trong mình tâm thế chuẩn bị phương án phòng ngừa mọi bất trắc. Giảm thiểu tham vọng của bản thân khi bạn đạt được gì đó trong cuộc sống. Làm mới mọi thứ cũ kỹ mà bạn đang sở hữu nhờ vào việc biết rằng trong tương lai, bạn có thể đánh mất thứ bạn đang sở hữu. Chuẩn bị tâm lý đón đầu những đau khổ do biến cố, tai nạn gây ra. Lấy ví dụ cụ thể hơn, khi bạn mua một đôi giày đắt tiền, bạn sẽ tưởng tượng rằng khi bạn không trân trọng và vệ sinh đôi giày thường xuyên, tất nhiên nó sẽ mau cũ kỹ, hư hỏng. Trước khi ăn, bạn tưởng tượng ra ngày mai bạn sẽ không còn thứ gì để cho vào mồm. Từ đó, bạn có cảm giác trân trọng bữa ăn này. Trong tình yêu, bạn biết được trong tương lai, cô ấy sẽ chia tay bạn. Vì thế, bạn sẽ tận tâm cho mối tình này. Lỡ như điều không mong muốn thực sự diễn ra như bạn đã tưởng tượng, thì bạn sẽ không bị sốc nữa. 2. Tam phân quyền kiểm soát. Thứ hai là kỹ thuật tam phân quyền kiểm soát. Nhưng nếu nói rằng việc tưởng tượng tiêu cực chỉ để đạt trạng thái bình thản không thôi, thì e rằng
bạn sẽ bị bệnh tự mãn, nỗ lực ảo. Đôi khi, tưởng tượng tiêu cực còn khiến bạn vẽ ra đủ phương hướng cực đoan, để rồi bạn lại sợ hãi sống trong vùng an toàn. Cho nên, chủ nghĩa khắc kỷ còn khám phá ra tam phân quyền kiểm soát để thúc đẩy hành động thực tiễn của bạn hơn. Tam phân quyền kiểm soát của chủ nghĩa khắc kỷ bao gồm những thứ ta có toàn quyền kiểm soát, những thứ ta hoàn toàn không thể kiểm soát, những thứ ta có thể kiểm soát một phần. Đối với những thứ bạn có thể toàn quyền kiểm soát thì bạn nên thực hiện nó một cách trọn vẹn. Trong công việc, bạn có cảm giác mất kiểm soát vì không biết làm nhiệm vụ sao cho hiệu quả nhất. Vậy thì bạn có thể phân loại nhiệm vụ ra từng cấp độ khác nhau để giải quyết chúng. Đối với nhiệm vụ khó và cần nhiều trí lực thì bạn nên đặt nhiệm vụ đó vào khung giờ mà trí não bạn hoạt động tốt nhất. Đến lúc não bộ cảm thấy không còn khả năng tập trung thì những nhiệm vụ đơn giản sẽ được đặt lên vị trí ưu tiên. Những thứ bạn không thể kiểm soát chính là chân lý tuyệt đối mà con người không thể lay chuyển nổi. Có thể đó là chu kỳ của chiến tranh và dịch bệnh, có thể là sự ngẫu nhiên của cái chết của bạn trong tương lai, hay là những tin tức vớ vẩn xuyên tạc của báo lá cải. Thật là phí phạm thời giờ để bạn lo lắng cho những điều này. Đối với những thứ có thể kiểm soát một phần, bạn có thể thay đổi một phần nào đó vận mệnh của mình trong tương lai, dù biết rằng ở nơi ấy có vô vàn biến số. Nhiệm vụ quan trọng của bạn lúc này là nội tại hóa bản thân và không nên chạy theo những yếu tố khó kiểm soát bên ngoài. Để minh họa rõ hơn về kỹ thuật này, một học sinh trung bình đang thực hành khắc kỷ sẽ tập trung vào môn học chính mà cậu ta cho rằng có khả năng kiểm soát tốt trước tiên. Rồi sau đó, cậu ta sẽ nâng cao các môn học dưới trung bình lên mức điểm 5 thay vì chơi trò so sánh điểm số và chạy đường tắt bằng trò gian lận thi cử. 3. Thuyết vận mệnh, quá khứ và hiện tại cần phải buông bỏ. Kỹ thuật thứ 3 liên quan đến thuyết vận mệnh. Theo thuyết này, các triết gia khắc kỷ thực chất không theo chủ nghĩa vô thần, mà họ còn tin vào thuyết sợi chỉ vận mệnh của ba chị em thần Moirai. Với sự chi phối của ba nữ thần vận mệnh, nếu họ phân vai cho bạn ra sao, thì bạn nên tuân theo và diễn hết mình với vai diễn đó. Nếu bạn càng vùng vẫy thoát khỏi vận mệnh, thì bạn càng đau khổ. Đối với số đông đại chúng, họ tin rằng Moirai sẽ chi phối vận mệnh của bạn từ quá khứ đến tương lai. Có nghĩa, số phận của con người đã được vận mệnh hoạch định sẵn theo dòng chảy của thời gian. Dù ta có thay đổi bản thân trong hiện tại thì cũng không thay đổi gì tới ta của tương lai cả. Nếu xét lại tiểu sử của các triết gia khắc kỷ, chúng ta có thể thấy Seneca thể hiện rất tốt tài năng kinh doanh của mình. Marcus Aurelius và Cato xứ Utica là nhà khắc kỷ tham gia vào hoạt động chính trường chứ không hành nghề như một triết gia thuần túy. Epictetus thì không chấp nhận làm tròn bổn phận nô lệ cả đời. Khi còn trẻ, ông ta đã chớp lấy nhiều cơ hội của chủ nhân giàu có ban cho để ông được học tập triết học khắc kỷ. Về sau, Epictetus đã trở thành một thầy giảng dạy triết học nổi tiếng. Nếu họ sống như thế thì có khác nào họ chỉ là lũ đạo đức giả? Không, bạn sai rồi. Các nhà khắc kỷ không tin vào việc Moirai kiểm soát tương lai và họ quả quyết rằng ba chị em nữ thần Moirai chỉ chi phối thực tại và quá khứ. Nếu chúng ta dùng thuyết kiểm soát một phần và thuyết không thể kiểm soát đặt vào dòng thời gian thì ta sẽ hiểu thuyết vận mệnh theo quan niệm của triết gia khắc kỷ sẽ vận hành ra sao. Về quá khứ đã xảy ra như thế, dù bạn có cố làm gì thì quá khứ cũng không thể thay đổi. Thôi thì đừng lãng phí thời gian và tâm trí để chìm đắm vào đau khổ vì những sự kiện đã qua. Việc tốt nhất mà bạn có thể làm là chỉ suy niệm về những lỗi lầm đó và đúc rút ra kinh nghiệm cá nhân mà thôi. Về thực tại, đối với thực tại, hành vi của bạn có thể chi phối mọi thứ ngay thời điểm này, nhưng bạn không thể thay đổi hoàn cảnh của bạn trong thực tại ngay lập tức theo mong muốn. Bạn nghèo là bạn nghèo, bạn béo là bạn béo. Bạn không thể giàu có cùng với eo con kiến trong tích tắc được. Tất nhiên, bạn phải thuận theo hoàn cảnh mà sống, đừng ước mơ những thứ bề ngoài của thiên hạ, mà nên dành sức lực để làm gì đó cụ thể để thay đổi con người tương lai của bạn. 4. Tự tiết chế bản thân. Kỹ thuật thứ 4 là tự tiết chế bản thân,
Đây có thể nói là một kỹ thuật hiện thực hóa khả năng tưởng tượng tiêu cực của chủ nghĩa khắc kỷ. Các triết gia yêu cầu bạn sống thanh đạm và tự nguyện phơi mình định kỳ trước những thứ bạn cho là bất tiện. Zeno và hoàng đế Marcus là hai người thích sống một đời sống nội tâm hơn là hướng ngoại. Biết được tật xấu đó, thầy của Zeno là Crates đã buộc học trò của mình phải đi tới nơi đông người nhằm loại bỏ tật xấu hổ trước đám đông. Tương tự như thế, hoàng đế Marcus phải buộc bản thân ra ngoài tiếp xúc với quan chức nhiều hơn, mặc dù ông ghét điều đó. Cato xứ Unica lại mang danh phận là một sĩ quan cao cấp, nhưng ông không chọn cưỡi ngựa như các sĩ quan khác để thể hiện giá trị quyền lực. Thay vào đó, ông chọn đi bộ như một người lính cấp thấp nhằm loại bỏ cái nhãn dáng danh phận ấy. Seneca lựa chọn sống bất tiện để trân trọng những thứ mà ông đang có, và nhờ thế, ông có thể chấp nhận một đời sống trống trải tù đầy ở đảo Corsica. Epicurus lại mang tư tưởng rất giống với minimalism. Ông muốn kiểm chứng những thứ mà ông cho rằng mình cần đến, từ đó quyết định xem, trên thực tế, đâu là những thứ ông có thể sống mà không cần đến. 5. Suy ngẫm. Cuối cùng là suy ngẫm. Suy ngẫm theo sự định nghĩa của Ctesias, vốn là thầy của Seneca, là sự tự vấn bản thân. Ngày hôm nay, ta đã thoát khỏi những phiền não nào? Đã cải thiện được những nhược điểm gì? Tiến bộ ở mặt nào? Nhưng Epictetus lại tham vọng hơn trong việc suy ngẫm. Đó là buộc người thực hành phải tạo ra người quan sát khắc kỷ ở bên trong họ ở mọi lúc mọi nơi. Khi Seneca suy ngẫm về những lỗi lầm trong quá khứ và hiện tại, nếu ông phát hiện ra hành vi gây tổn thương cho một ai đó, thì sẽ tự đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương để hiểu cảm giác của họ ra sao. Ví dụ như khi ông ta khuyên răn ai đó với thái độ hùng hổ, Seneca cảm thấy người kia đang có cảm giác khó chịu và không thể tiếp thu lời ông ta nói. Lần sau, ông ta sẽ tiết chế lại lời nói của mình khi khuyên nhủ một người có thái độ hàn kém tương tự như thế. Trong một trường hợp khác, Seneca bị người đời nói xấu tác phẩm của ông. Thay vì tức giận với họ, ông lại suy nghĩ về cảm giác của những người đã bị ông chỉ trích trước đó, rồi cho rằng bản thân ông đáng bị chỉ trích như thế. Đặt mình vào người khác thôi chưa đủ, Marcus cho rằng bạn cần cân nhắc mọi hành động, việc làm của mình, xem xét động cơ của hành vi đó là gì, giá trị của hành vi mà bạn đang cố hoàn thành có đáng giá hay không. Cảm xúc tích cực có khả năng khơi gợi nhiều tham vọng thèm khát cũng cần được bạn đánh giá trong lúc suy ngẫm. Ví như sự hãnh diện tự hào vì bạn đạt được thành công và được người khác tâm bốc khen ngợi, sự thỏa mãn khi đánh bại người khác, cảm xúc khoái lạc của tình dục, vân vân. Cuối cùng, người thực hành khắc kỷ cũng nên đánh giá lại việc thực hành của họ trong ngày qua có tiến bộ hay không. Kỹ thuật tâm lý nào còn làm chưa tốt? Nếu bạn tự kiểm nghiệm về sự tiến bộ khi thực hành khắc kỷ thường xuyên, thì chắc chắn bạn sẽ thấm nhuần tư tưởng khắc kỷ hơn trước. Tác giả của quyển sách Chủ nghĩa khắc kỷ cũng đưa ra một vài dấu hiệu để bạn phát hiện ra sự tiến bộ như sau. Bạn sẽ bỏ ngoài tai những lời miệt thị và lời khen của người khác. Ngừng đổ lỗi và tự nhận trách nhiệm. Không chê bai hay khen ngợi người khác. Không hên hoang, khoe khoang về kiến thức của bản thân. Bạn sẽ làm chủ được những dục vọng, hành động theo triết lý nhiều hơn là nói triết lý. Đặc biệt, bạn sẽ nhạy cảm nhiều hơn trong việc tận hưởng niềm vui nho nhỏ đơn thuần ngay bây giờ, ngay lúc này. Những phê bình về trường phái khắc kỷ. Hữu ích là vậy, nhưng trường phái khắc kỷ cũng đã vấp phải không ít phê bình, chỉ trích. 1. Từ góc nhìn hiện sinh của Carl Jaspers. Carl Jaspers, một tâm thần học, triết gia người Đức, từng có lời khen cho khắc kỷ khi ông công nhận các triết gia khắc kỷ đã giúp người châu Âu chạm đến tinh thần tự do. Ông coi cái chết của Seneca là một yêu sách tuyệt đối giống như cái chết Socrates, chứ không phải là một cái chết cuồng tín tự đạo của các tôn giáo châu Âu. Chết để chứng minh một cái gì đó. Ông cũng coi triết học khắc kỷ là một xuất phát điểm đáng để cho những người nhập môn học tập. Ngoài ra, ông còn học hỏi và khai triển thêm phương pháp thực hành suy ngẫm của các nhà khắc kỷ nữa. Nhưng đã mang tiếng triết gia thì bạn biết đấy, ông không thể tránh khỏi câu chuyện phê bình cổ nhân.
về quan điểm đi tìm tự do tuyệt đối của các nhà khắc kỷ. Jaspers tin rằng chúng ta trong cuộc sống hiện đại không thể nào có được tự do tuyệt đối. Con người vô tình bị ràng buộc vào phong tục tập quán văn hóa, tư tưởng của các chính thể, dân tộc, những lời hô hào của giới truyền thông hay là tư tưởng bày đàn của một đám đông nào đó. Và ngay bản thân con người còn bị ràng buộc vào các yếu tố sinh học của chính mình. Tinh thần độc lập phải có liên hệ mật thiết đến thế gian và không thể thoát ra như các nhà khắc kỷ được. Và sự thỏa mãn với độc lập cũng không còn một ý nghĩa nào. Không nên học thói điềm nhiên, cương nghị và vô cảm như các triết gia khắc kỷ, vì thân phận loài người đã là bất toàn. Phải biết bản thân có sống trong dục vọng, lo âu và bó buộc. Chúng ta phải cảm nghiệm những gì thuộc thế sự. Jasper đồng ý với các nhà khắc kỷ rằng con người không nên làm nô lệ cho những xúc cảm sốc nổi nhất thời, nhưng cũng đừng dập tắt cảm xúc như các nhà khắc kỷ. Cuộc sống thanh bần, độc thân, xa rời trần thế, sự tự tin khi được giải thoát khỏi sự lệ thuộc vào ngoại tại hay là tinh thần không đếm xỉa gì đến tai họa trần gian, thì điều đó sẽ trở thành một tinh thần độc lập tự phụ, dễ bị đẩy vào thế cô lập. Một số triết gia khắc kỷ bị sa lầy vào sự trói buộc tư tưởng của chính họ, có nghĩa họ bị vĩ cuồng, họ phê phán người khác một cách khoe khoang, kiêu căng, lạnh lùng và gây ác cảm cho nhiều triết gia đối thủ cùng thời đại của họ. Dù nói rằng không bị lệ thuộc vào ngoại tại, nhưng họ lại trở thành nô lệ cho những dục vọng thầm kín mà họ không hề hay biết. Đó là thực hành khắc kỷ để cho người ta khen. Vậy suy nghĩ tiêu cực của khắc kỷ một cách chính đáng, đó là giúp con người cảm nghiệm được những hoàn cảnh giới hạn bất dịch của mình. Tuy con người không thể biết thất bại sẽ tiêu diệt họ ra sao, nhưng họ phải nhìn thẳng vào thất bại để quyết định vận mệnh của mình trong tương lai. Đừng im lặng đón nhận thất bại hoặc phản kháng thất bại. Nhờ suy nghĩ tiêu cực ấy, đôi khi bạn lọt vào hư vô và có cái để bám víu vào niềm tin có một sự hữu trường tồn thực sự. Mặt khác, việc tự cảm nghiệm các tai họa cũng chỉ là tương đối, vì gặp tai họa thực sự, bạn cũng sẽ điêu đứng hoàn toàn. Ngay lúc đó, bạn không còn bất kỳ một sinh lực nào để tự giải thoát chính mình. Hiện nay, bạn không nên tin tưởng bất kỳ một trường phái triết học nào. Không có triết gia nào vô song, không tin tưởng vào bất cứ chân lý tuyệt đối đã bị công thức hóa như một chân lý duy nhất. Bạn phải chủ động theo tư tưởng của mình, nhưng không được làm càn, làm ảnh hưởng lợi ích của người khác. Phải biết đấu tranh cho chân lý của bản thân, nhưng phải có lòng thông cảm với người khác. 2. Trường phái Kyoto phê bình về quan điểm cái thiện của khắc kỷ. Triết gia người Nhật Kitaro Nishida cho rằng thuyết đạo đức thuận theo lý tính và suy luận logic của các nhà khắc kỷ là chưa chính xác. Logic và vật lý không thể tự định nghĩa thiện là gì và tại sao người ta phải hành thiện. Đa số con người chỉ thực hiện hành vi thiện xuất phát từ tình cảm hoặc dục vọng. Thiện tuyệt đối như Nishida mong muốn là cái thiện vô ngã của Đức Phật. Đó là tâm không còn phân biệt nhị nguyên thiện ác. Tự bản thân bạn dốc hết lòng chí thành để hành thiện cho một ai đó tới cảnh giới quên cả bản thân mình và cả đối phương mà không có tư duy biện biệt gì trong đầu cả. Giống như trong câu chuyện anh Nguyễn Ngọc Mạnh leo lên mái tôn cứu cháu bé sắp rơi từ tầng 12 của tòa chung cư. Và lúc đó, anh ấy chẳng có suy nghĩ gì ngoài việc tìm tư thế đỡ cháu bé. Sau vụ việc ấy, hai nhà giáo vật lý cùng đám học sinh của họ cãi lý rồi thóa mạ lẫn nhau chỉ vì hành vi thiện của anh Mạnh. Nhìn vào người mắc chứng nỗ lực ảo hay anh hùng bàn phím giỏi tranh luận chẳng hạn, họ cũng chưa chắc gì hành động thiện sau khi nói lý. Hay như xã hội Trung Quốc cổ đại có câu, nam nữ thọ thọ bất thân. Quan điểm cực đoan tới mức, người phụ nữ sẽ bị đánh giá là mất trinh tiết nếu lỡ chạm tay đàn ông. Cái lý này đôi khi cũng đạt tới giới hạn của nó và khiến ta phải phá vỡ nó dù muốn hay không. Một học trò của Mạnh Tử đã hỏi ông rằng, nếu chị dâu rớt xuống nước thì đệ tử có nên cứu hay không? Mạnh Tử cho rằng, học trò nên coi sinh mạng của chị dâu đặt lên hàng đầu và nên dùng tay để cứu. Tóm lại, Nishida đã khẳng định, nếu logic trừu tượng có thể trực tiếp biến thành động cơ của ý chí, vậy thì người giỏi suy luận nhất được coi là người thiện nhất. Nhưng điều này trái với hiện thực. Không có ai có thể phủ nhận rằng, kẻ vô tri đôi khi còn thiện lương hơn người hữu tri.
Về phần thực hành của các nhà khắc kỷ, các học giả khắc kỷ cho rằng con người thuận theo lý là thuận theo tự nhiên. Đó là thiện duy nhất của con người. Sinh mệnh, sức khỏe, tài sản đều không phải là thiện. Nghèo khổ, bệnh tật cũng không phải là ác. Chỉ có sự tự do và bình thản nội tâm là thiện tối cao. Theo thuyết đó, ông phê bình cả chủ nghĩa khắc kỷ và khuyển nho như sau. Những học phái mà tôi trình bày trên đây coi việc hoàn toàn phản đối cảm xúc dục vọng trở thành mục đích của nhân tính. Vậy thì giống trên phương diện lý luận, nó không thể cung cấp bất cứ động cơ đạo đức nào. Còn trên phương diện thực hành, cũng không mang lại bất kỳ nội dung thiện tích cực nào. Theo chủ trương của học phái khuyển nho và học phái khắc kỷ, chỉ có khắc chế mọi ham muốn mới là thiện duy nhất. Nhưng chúng tôi cho rằng, việc phải khắc chế cảm xúc ham muốn là bởi chúng ta truy cầu mục đích lớn lao có giá trị nào đó. Nếu bảo chỉ vì khắc chế chính mình là thiện, e rằng không có quan điểm nào bất hợp lý hơn quan điểm này. Kết luận: chủ nghĩa khắc kỷ có thể nói là một con đường giống như Phật giáo, vì mục đích của nó là giúp người thực hành duy trì được trạng thái an lạc và bình thản. Các triết gia như Seneca, Marcus Aurelius đã sống hòa hợp với xã hội trần tục. Họ đã thấy được xã hội này suy đồi ra sao, và rồi họ cũng có nhiều đóng góp lớn lao cho người dân và chính thể La Mã cổ đại. Khi đọc suy tưởng và Seneca những bức thư đạo đức, bạn sẽ thấy mọi đánh giá của họ rất đích xác với thời tế đời sống của một người trần tục. Những lời nói của Seneca và Marcus giúp bạn trào vọt lên ý chí tự do, gia tăng thêm sự thôi thúc phát triển cá nhân một cách mạnh mẽ. Chủ nghĩa khắc kỷ cùng với tâm lý học, luân lý học, luận lý học luôn là bước khởi đầu thuận lợi cho những ai bắt đầu hứng thú tìm hiểu triết học. Để thâm nhập vào nền triết học phương Tây, bạn cũng không thể bỏ qua triết học khắc kỷ, vì Carl Jaspers cho rằng triết học có ba nguồn suối triết lý. Khắc kỷ cho bạn trải nghiệm hoàn cảnh giới hạn bất dịch. Triết lý của Descartes cho bạn sự hoài nghi. Aristotle, Plato, Socrates sẽ cho bạn sự ngạc nhiên. Nhờ những trải nghiệm đó, bạn sẽ thôi thúc khả năng triết lý bởi ba nguồn suối ấy. Sau cùng, năm kỹ thuật tâm lý khắc kỷ trên cực kỳ tốt cho con đường sự nghiệp của bất cứ ai. Suy ngẫm, tiết chế bản thân và suy nghĩ tiêu cực giúp bạn loại bỏ thái độ lạc quan độc hại. Bạn sẽ dễ dàng đón nhận những điều bất như ý, luôn luôn tích cực đối diện và đánh giá mọi sai lầm đã qua. Trong khi đó, tam phân quyền kiểm soát và thuyết vận mệnh là giúp bạn mau chóng nội tại hóa bản thân, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Thử nghĩ xem, thay vì hời hợt tìm kiếm nghề mình thích cho đến cuối đời, thì bạn có thể tập trung làm sao để phát triển kỹ năng để trở thành một thợ lành nghề, mang đậm bản sắc cá nhân đến mức không ai có thể chối từ. Như Nishida Kitaro đã từng nói, vĩ nhân chân chính vốn không phải vì sự nghiệp vĩ đại do ông ta gây dựng nên khiến ông ta trở nên vĩ đại, mà là vì ông phát huy được cá tính mạnh mẽ nhất. Lên núi cao rồi hô lên một tiếng, thanh âm sẽ vang vọng bốn phương. Đó không phải là vì thanh âm lớn, mà là vì chỗ đứng cao. Tôi cho rằng người có thể phát huy trọn vẹn đặc điểm riêng của mình sẽ càng trở nên vĩ đại hơn nhiều so với người quên đi bản phận của mình để chạy đôn chạy đáo vì người khác. Trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh của tụi mình để không bỏ lỡ những video tiếp theo trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.